Hồi nãy em có nói là em biết hát thì đánh đàn á, em thành cho anh nghe. Wow, nhớ dài lắm. Em có chuẩn bị bài Ông Bà Anh ạ. Ồ, cái bài anh rất thích luôn. À thế ạ. Anh nói rằng ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Anh muốn anh đã viết tặng cho em. Em đọc cho anh nghe được không? Dạ. Em đọc cho anh nghe nha. Dạ vâng ạ. Bố em mà rất thích làm thơ. Nè, đây là lần đầu tiên em có ai đấy là tặng một bài thơ cho mình mà không phải là bố em. Chào em ngồi ở cạnh bên, lâu nay chưa gặp, dạo này khỏe không? Em xinh như một đóa hồng, cho nên em hãy mỉm cười với anh. Anh tuy không thích ăn nhiều, nhưng anh thích bố em đừng có lo. Nếu mình đồng ý hẹn hò, anh muốn được chở em đi boba. Hôm nay cuộc gặp thoáng qua, nếu mình kết hợp là duyên đến rồi. Thơ anh có cóc em ơi, nếu em thấy mình bấm dùm cho anh. Bài thơ rất hay ạ. Hay. Rất là đáng yêu. Hello em trai. Chào chị. À hả, nãy giờ đợi Tường lâu không? Dạ cũng hơi lâu rồi chị. Hơi lâu, có bao giờ em hẹn hò với cô gái nào mà em phải bị bịt mắt lại rồi em phải ngồi chờ đợi như vậy chưa? Lần đầu tiên chị. Cảm giác em thấy như thế nào? Em thấy hơi hồi hộp tí nhưng mà không sao. Thú vị đúng không? Dạ đúng. Bây giờ đợi chị Tường vào, chị Tường sẽ mời bạn gái của em ra nha. Dạ. Phải luôn, ra vườn cho nó lãng mạn. Trời lạnh quá. Lạnh quá, thế em hiểu chị lạnh như thế nào rồi. Vào trái, có cái ghế kế bên. Ok, như vậy là hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Các bạn được quyền mở mặt nạ của mình ra. Rồi, vuốt tóc lại cho đẹp nha. Xin chào hai bạn. Dạ. Rồi, bây giờ bạn gái của em đang ngồi bên kia rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên, bạn gái hãy giới thiệu về bản thân em trước. Rồi em. Em tên là Lan Phương ạ. Em năm nay 22 tuổi. Em đang làm Logistics Engineer ở một công ty sản xuất dây chuyền sản xuất ở Santa Clara. Sản xuất cái gì em? Sản xuất các bộ phận điện máy cho máy ở trong y tế hoặc bệnh viện như là máy chụp X-quang hoặc là máy đo mắt. Thế em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em qua Mỹ từ năm 17 tuổi ạ. Tức là năm nay em 22 tuổi, tức là 5 năm. 5 năm. Em đi qua đây bằng diện nào? Cấp 3 thì là em đi du học ạ. Em học lên đại học ở bang Illinois. Thì em mới chuyển sang bang California được tháng 6 năm ngoái, sau khi mà em tốt nghiệp đại học. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào chị, chào bạn kế bên và chào mọi người. Em tên là Đồng Vũ Jason, tên tiếng Việt của em là Lợi. Năm nay em được 24 tuổi và hiện tại em đang ở thành phố Garden Grove của quận Cam. Công việc hiện tại của em là một nhân viên văn phòng. Em làm cho một hãng sản xuất đường ống nước. Em qua Mỹ được khoảng gần 9 năm rồi. Gần 9 năm. Em đi diễn gì? Em qua cùng với gia đình của em. Ồ, cái chỗ của em, cái chỗ của cổ ở hiện tại có gần nhau không? Bạn ở đâu vậy bạn? Santa Clara hả? Đúng rồi, ở North Cal. Thì cũng hơi xa tí. Bao nhiêu tiếng lái xe? Lái xe em nghĩ tới khoảng cỡ 6-7 tiếng. Wow. Vậy hôm nay em đi xuống đây ghi hình là em đi bằng cái gì? Em đi máy bay ạ. Nhưng lúc đầu là em định đi xe xuống ấy ạ. Nhưng mà vì em lại nhầm sang là lịch là quay ngày mùng 4. Thế là sáng nay em mới nhận ra là lịch quay là ngày hôm nay, thế là em phải bay xuống. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em rất là cởi mở, vui tính, hoạt bát ạ. Còn điểm yếu thì hơi cứng đầu một chút ạ. Nhưng mà đấy là hồi bé và em đã nhận ra đấy là điểm yếu của mình mà. Giờ lớn rồi phải không? Lớn hơn một chút ạ. Một chút. Còn một điểm yếu nữa là hay quên. Ví dụ như là não cá vàng. Ví dụ như em cứ nghĩ đinh ninh là quay ngày mùng 4 nhưng hóa ra là ngày mùng 2. Ủa, điểm gì mà lớn nhất của em? Em khá là thích đàn hát ạ. Thì dạ vâng, em có mang đàn ukulele đến ngày hôm nay. Wow, còn vậy một chút xíu nữa, khi nào mà mình nhìn thấy nhau em hãy biểu diễn một bản cho anh ấy nghe nha. Dạ vâng. Chứ bây giờ nghe tiếng mà không thấy hình thì cũng tiếc, đúng không? Dạ vâng. Em cũng đang chờ đợi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người sống vui vẻ, sống tích cực và sống có trách nhiệm. Em rất là yêu thích động vật. Điểm yếu của em thì cũng có nhiều lắm. Em thì hay thức khuya nè. Thức khuya làm gì? Hồi đó thì em thức khuya chơi game với bạn, nhưng mà nó quen tới bây giờ chị, chưa bỏ được.
Rồi bây giờ cũng chơi game luôn. No, bây giờ em nghĩ chơi game rồi. Nếu nữa là cũng hơi kén ăn. Ví dụ như là em ăn gà thì em không thích ăn da. Với lại em không thích ăn mỡ. Vậy em ở với Tường đi ha. Da và mỡ hay để cho chị, thịt nạc em cứ ăn. Dạ được. À, một điểm yếu nữa là em giống bạn nữ, cũng hơi não cá vàng tí. Em cũng hay quên lắm. Mỗi lần đi đâu đó là em phải kiểm tra coi mình có đem bóp không, có đem phone không, có đem chìa khóa không. Nhưng mà cũng thường xuyên quên đúng không? Cũng thường xuyên quên, phải quay trở lại lấy. Chà, hai bạn này mà hẹn hò với nhau rồi tới bữa đi chơi cái quên rồi. Rồi làm sao mà thường thường một người quên, một người nhớ thì có một người chờ đợi. Còn cái này hai người cùng quên cứ phải ra coi như chưa có cuộc hẹn hò nào. Tình trường thì sao cưng? Em có một mối tình hồi năm học đại học ạ. Khi mà em tốt nghiệp, hai người mỗi người làm ở một chỗ khác nhau ạ, khá là xa. Là anh đó ở Mỹ luôn? Dạ vâng ạ. Thì anh này là đi làm ở bang Virginia, tức là làm ở DC, là ở East Coast, còn em là ở West Coast, một người là bờ Tây, một người là bờ Đông, nên là khoảng cách rất là xa lúc đó. Cũng hơi lo à. Bây giờ mối tình này cũng hơi xa đó. Mối anh này với anh kia anh nào xa hơn? Ồ không, anh kia xa hơn, anh kia ở tận bờ Đông ạ, còn anh này thì vẫn ở trong cùng một bang ạ. Thì vẫn còn hy vọng. Bao lâu thì em có thể thăm cô ấy được một lần? Xa như vậy thì mình có thể liên lạc qua internet thường xuyên. Còn thăm thì có thể 1-2 tháng có thể lên thăm một lần. Em cũng rất là thích lái xe. Còn em có nghĩ là em cũng có thể bay qua thăm ảnh không? Dạ vâng, em nghĩ là được. Còn em, tình trường như thế nào? Dạ thật sự thì cho tới thời điểm hiện tại thì em chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Lý do là hồi đó em học cái ngành của em thì cũng hơi ít bạn nữ. Với lại cái tính của em thì không có gọi là thích đi party nhiều lắm. Nên cũng ít khi nào mà có cơ hội tiếp xúc để làm quen được. Thấy cũng lạ nha. Tại sao mà sau cái mối tình đó tới nay em vẫn chưa tìm được một người nào khác? Em nghĩ là em cũng hơi khá là thụ động trong tình yêu ấy ạ. Em ít khi mà chủ động mời một bạn trai ở đấy mà ví dụ em cảm thấy là khá là ưa nhìn hoặc em thấy là thích thì em thường không chủ động là mời bạn đi chơi hay là gì cả mà em đợi bạn ấy tỏ dạ vâng. Hãy một lần nào đó mình thử mình chủ động đi, biết đâu mình sẽ đón nhận được một kết quả rất là thú vị. Chứ mình cứ ngồi mình thụ động hoài, nhiều khi cơ hội nó trôi qua. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai vui tính á, cởi mở, tôn trọng ý kiến của bạn gái, tôn trọng ý kiến của những người xung quanh. Và em cũng thích một người bạn trai là cùng em là đi khám phá những, ví dụ là đi du lịch hoặc là có một quán ăn mới hoặc là có một cái câu lạc bộ nào đấy mới mở cửa thì em muốn người bạn trai là sẽ cùng với em là đi khám phá những cái mới như thế ạ. Có đáp ứng được yêu cầu đó của cổ không? Dạ có, em rất thích đi du lịch ạ. Hãy khám phá tất cả những nơi mà chúng ta đi đến. Còn với cổ thì khám thôi đừng phá. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình ạ? Em khá là thấp nên là em không cần bạn trai là phải quá cao hay là gì cả. Thì em nghĩ là chỉ cần cao trên 1m65. Ăn mặc thì đơn giản, gọn gàng như là áo sơ mi hoặc là quần jean. Đầu tóc cũng gọn gàng. Em ạ, tuyệt đối là không thích bạn trai là tóc dài ạ. Chết rồi. Em báo sớm đi, chị kêu ảnh đi cắt tóc. Thế thì em hãy nhìn trong tấm ảnh này, ba anh chàng này, em nghĩ ảnh là anh chàng nào? Hãy cho cô ấy một cái gợi ý đi bà. Anh hay cười. Hay cười anh. Cả ba anh này đều cười. Đúng thôi, bởi vậy anh mới gợi ý chứ. Một gợi ý thứ hai. Da anh hơi trắng. Rồi, nhiều quá đủ rồi. Tấm hình này quá dễ lựa chọn rồi. Hãy thử dùng cái giác quan của mình. Nếu mà hay cười da trắng thì em nghĩ là em hãy giữ nguyên tấm hình đó nha. Dạ vâng. Một chút xíu nữa em sẽ biết được là em đã linh cảm của em ngày hôm nay đúng hay sai. Em trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em tìm một mẫu người là thấp hơn em một tí. Nếu được thì có làn da trắng, tóc đừng ngắn quá. Wow. Đừng có da có thịt một tí và có nụ cười dễ thương là em ok. Wow. Ráng được tìm cái gì vậy, nó khó chút chứ. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Có tính cách đó thì em không thích những người hay cầm ràm, hay nhiều chuyện hoặc là nói chuyện thô lỗ không tôn trọng lại không thích. Và về ngoài thì đừng có xăm hình nhiều quá. Xăm ít thì vẫn ok, chứ đừng có tóc nhộm đỏ hoặc xanh là em ok. Bây giờ chị sẽ đưa em tấm hình có ba cô gái. Hãy lựa chọn người đáng lẽ tính đưa tấm này nè mà sợ anh thấy hình xăm của em cho nên giấu vô. Em đâu có hình xăm. Mày lanh quá đi, người ta nói như vậy đi cũng lật mặt bà Mai ra nữa, thiệt tình. Thiệt là tình luôn hả? Thôi bình tĩnh đi, cổ không có xăm đâu nha. Em hãy cho anh một cái gợi ý đi em. Em cũng hay cười ạ. Hay cười. Da cũng khá là trắng ạ. Nhiêu đó thôi đủ rồi. Dạ vâng đúng hay rồi. Hay cười, da trắng. Cái này hơi khó, cho anh một cái được không?
mặt em khá là hầu vĩnh. Đúng rồi. Em nghĩ là bạn gái hôm nay. Đâu được xem. Rồi hãy cầm đi, mở cửa ra thì chúng ta sẽ đoán biết là trúng hay trật nha. Bây giờ thì Cát Tường đã mở cửa trái tim này ra để hai bạn ấy có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Và trước tiên để kiểm tra lại xem là hai bạn ấy đã chọn đúng người khi mà chúng ta nhìn qua tấm ảnh hay không. Xin mời quý vị hãy cho chúng tôi biết kết quả mà bạn đã đoán đúng hay sai. Tên tên. Em đoán sai rồi. Em đoán em sai đã đúng rồi. Bạn gái đã đoán đúng nghe. Hai người cái mặt cũng hơi khá giống nhau. Khi em nói bầu bỉnh thì anh này anh chọn ngay cô bạn gái kế bên cũng khá là bầu bỉnh. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho tụi em ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Hãy làm những gì mình cần làm đi. Hãy thể hiện sự ga lăng của mình đi. Hôm nay thì anh gặp em cũng là thằng em. Em cảm ơn ạ. Hoa hồng đẹp quá. Có hộp sô-cô-la tặng cho em. Em cảm ơn ạ. Em có chuẩn bị một bài hát với cả đàn ukulele ạ. Thì một lát nữa em sẽ hát tặng bài đấy tặng anh ạ. Anh đang chờ em hát cho anh. Em thấy cuộc sống đây như thế nào? Thời tiết thì tốt hơn là ở Illinois rất là nhiều. Còn đồ ăn sao? Em có thích không? Có ạ. Hồi em học đại học của Illinois ạ, thì không có nhiều đồ ăn châu Á. Mỗi lần mà nếu muốn ăn phở hoặc là ăn đồ ăn mà mình yêu thích ạ, thì phải đi lên Chicago mất 3 tiếng hoặc là phải đi ra những chỗ khác mất 3-4 tiếng. Anh thì anh chưa qua bên Illinois bao giờ, thì nếu mà có cơ hội thì em có thể dẫn anh qua đó chơi không? Dạ, ok ạ. Em thích làm gì? Em thích khá thích là xem phim, đọc sách, đàn hát. Bên này nhiều đồ ăn hơn ấy ạ, đa dạng hơn nên là em khá là thích đi ăn. Dạ. Ở đây đồ ăn nhiều lắm. Anh qua đây là cùng gia đình đúng không? Đúng rồi, anh qua đây với gia đình, với bố mẹ và em trai. Anh học ngành mà không có nhiều bạn nữ lắm, thế ạ. Anh ấy học là gì ạ? Em đoán thử đi. Engineering ạ? Cũng gần đúng rồi. Computer science. Yes. Sở thích của anh là gì ạ? Anh thì rất là thích đi tập gym, bơi lội, đi hiking. Dạ. Lâu lâu thì đi câu cá. Dạ. Và đặc biệt là anh rất thích ăn thịt bò. Món nào có thịt bò là anh rất thích. Còn em thì sao? Về khoản đi gym thì em không đi thường xuyên lắm, nhưng mà về những môn thể thao thì em khá là thích bơi lội. Thích bơi lội. Dạ vâng. Em tập bơi từ hồi bé ạ. Nên là đấy là môn thể thao duy nhất mà em nghĩ là em có thể chơi được. Hiking cũng khá là fun. Dạ vâng. Thì cái khoản mà leo lên leo xuống thì em không khoái được lắm, nhưng mà khi mà lên đến đỉnh xong rồi để chụp hình rồi là nhìn cái khoang cảnh xung quanh thì em khá là thích cái đấy. Đó là lý do anh đi đó. Dạ vâng, đúng rồi. Là tới đó thôi. Dạ. Nãy giờ em có phạt ảnh gì cái tội ảnh không có đoán được em không? Dạ không, bởi vì em chọn cái ảnh đấy là ba người khá là giống nhau ạ. Thôi đừng có binh cô ơi. Nãy giờ cô cứ làm tôi hả thì bị sọc dưa hoài luôn à. Em xin lỗi á. Rồi nãy giờ mình tâm sự được nhiều chưa? Nhiều. Kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Nói về chuyện kết hôn thì tương lai gần nhất nếu mà có thể thì sẽ khoảng 4-5 năm nữa. Đó là cái plan của ảnh, còn em? Em nghĩ là nếu mà kết hôn thì chắc phải cũng phải tầm 4-5 năm nữa. Bởi vì năm nay em mới có 22 tuổi rồi. Bây giờ Trường sẽ cho thêm hai bạn một cơ hội nữa. Chúng ta sẽ chơi một cái game nhỏ. Ở trong đây là những cái yêu cầu mà chương trình đưa ra. Mình sẽ bốc thăm một cái lá bài. Và nếu mà trúng mình hãy đọc lên cái yêu cầu đó dành cho đối phương. Và đối phương phải thực hiện cái yêu cầu mình đưa ra. Cho em yêu cầu bạn gái trước luôn. Thích màu xanh. Ok. Không có mới là có đó. Không có thì bây giờ em đọc cái gì? Thử thách cho bạn gái. Đúng rồi. Hồi nãy em có nói là em biết hát khi đánh đàn á, em thành cho anh nghe. Wow, nhớ dài lắm. Em có chuẩn bị bài Ông Bà Anh ạ. Cái bài anh rất thích luôn. À thế ạ. Anh nói rằng ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi, ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông đưa bà anh đi khắp phố xa, bà ngồi trên các ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy, bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh,
ông có một tình yêu tươi xanh, và đó là lời ông nói với anh. Ông anh có một tình yêu xanh ngát xanh. Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô, anh và em yêu nhau thời Facebook Zalo, anh và em yêu nhau tay cầm smartphone, that's right. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau, vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau tay cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu thời nay lạ quá đi thôi, giận nhau không nói một lời, chỉ vì không rap inbox thôi. Và thời nay tình yêu mệt quá ai ơi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh. Wow. Hay quá. À, đó giờ chưa ai hát cho em nghe hết chị. Thế hả? Lần đầu tiên. Vậy luôn hả? Ồ. Thực ra em cứ tưởng là ngày mùng 4 là quay, nên là em chưa tập được nhiều. Em thực sự tập bài này lúc ở trên máy bay luôn. Đối với anh thì là hay rồi. Anh thì hát không hay lắm, nhưng mà hôm nay anh có suy nghĩ một bài thơ. Anh muốn, anh đã viết tặng cho em. Em đọc cho anh nghe được không? Vâng. Em đọc cho anh nghe nha. Dạ vâng ạ. Bố em mà rất thích làm thơ. Nè, đây là lần đầu tiên em có ai đấy ra tặng một bài thơ cho mình mà không phải là bố em. Chào em ngồi ở cạnh bên, lâu nay chưa gặp, dạo này khỏe không? Em xinh như một đóa hồng, cho nên em hãy mỉm cười với anh. Anh tuy không thích ăn nhiều, nhưng anh thích bố em đừng có lo. Nếu mình đồng ý hẹn hò, anh muốn được chở em đi boba. Hôm nay cuộc gặp thoáng qua, nếu mình kết hợp là duyên đến rồi. Thơ anh có cóc em ơi, nếu em thấy mình bấm dùm cho anh. Bài thơ rất hay ạ. Hay. Rất là đáng yêu. Thì anh bốc màu xanh và em sẽ bốc màu hồng ạ. Hãy yêu cầu anh ấy đi. Anh hãy biểu cảm các biểu hiện sau. Thứ nhất, giận dữ ạ. Giận dữ mà cười chưa được. Anh này chắc không có giận nổi đâu. Thứ hai ạ, lạnh lùng không quan tâm ạ. Tự nhiên lạnh lùng nhìn qua tôi, ấm áp thì nhìn qua cô này, tự nhiên lạnh lùng cái liếc ánh mắt qua tôi, kỳ quá. Được hả? Được, ok, em chịu là được rồi. Tường sẽ cho hai bạn một cơ hội nữa. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào mặt người đối diện của mình. Hãy nói cho anh ấy nghe, hãy nói cho cô ấy nghe cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Mời bạn trai. Anh thì cũng không biết nói gì nhiều, nhưng mà anh thấy mình có một vài điểm hợp nhau. Và anh thấy có vẻ thích em. Nên mình hãy thử hẹn hò và anh sẽ chở đi chơi. Em rất vui là vì hôm nay đã được gặp anh, và em rất xin lỗi là vì em đã đến trễ vì nào cả bạn. Nên em thấy anh rất là người rất là tốt, và anh em mình cũng rất là hợp nhau. Anh hay cười, thế là em cảm ơn anh. Okay. Tay vào nút bấm này hai bạn. Hai bạn đã đặt tay vào nút bấm rồi. Bấm nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để tiến đến một đường xa hơn nữa. Còn nếu chúng ta thật sự không có cảm nhận gì về đối phương, không có rung động thì chúng ta không bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Wow! Cả hai mảnh ghép trái tim đã cùng sáng đèn rồi thưa quý vị. Em cũng nghe được cái nỗi niềm của bạn như bạn gái rồi. Thì em biết là mình cần phải làm gì rồi đó. Mình là đàn ông, mình phải mạnh dạn hơn. Thì hy vọng là em sẽ thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình. Mời hai bạn đứng về phía bên này. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Tay hơi lạnh nha. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ủa thật đấy ạ? Ủa chị Tường, mặt chị Tường có vẻ gì nó giả dối sao em? Chị ơi em ngại lắm ạ. Không, chị nói rồi, cái hẹn hò này á, cái bấm nút này không phải là cái bấm nút để kết bạn đi chơi. Bấm nút này là cho nhau cơ hội và trao cái duyên của mình cho đối phương. Thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình đi. Hôn não rồi đúng không ạ? Chứ không lẽ em muốn hôn môi? Dạ không ạ, không ạ. Hôn tóc em nha. Dạ vâng, ok ạ. Tóc đâu nghe được mùi gì, hôn má đi.
Ok, hy vọng rằng hai bạn sẽ có những chuỗi ngày hẹn hò với nhau thật là vui, thật là thú vị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sớm về chung một nhà nha. Nếu mà có tin vui thì nhớ báo chị Tường biết nha. Dạ. Cũng cái công của Tường mà đúng không? Dạ. Bay từ Việt Nam qua đây mai mối cho hai bạn mà đúng không? Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, như vậy là đôi bạn trẻ này đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho hai bạn này quý vị nhé. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa được phát sóng hàng ngày vào buổi trưa trên kênh YouTube của MCV Media. Quý vị hãy đón xem và nhấn subscribe quý vị nhé. Ngoài ra chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình hàng ngày trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.